Ok, chào mừng em quay trở lại livestream của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ phỏng vấn một con vợ nghiện. Thằng này nó bị gầy quá nên nghiện. Là một giang hồ mõm từng đi chạy cải tạo về, mày đi chạy mấy tháng? Làm gì đến tháng nào? Sao bảo là ngày xưa mày đi chạy? Hả? Có đi chạy trong nhà. Đó là một giang hồ mõm khét tiếng tại trường cấp 2 anh em ạ. Thằng nào đến là thém hết, anh em không? Thế là mày quánh nhau thế mày có phang được nó không? Phang ác không? Không đấy, bọn em cầm gậy mới cả típ đi đến cái chỗ cầu Hà. Típ dài như thế nào? Dài tầm là căng đấy nhỉ. Xong là bọn nó có chạy không? To, thế là lúc ấy như kiểu bọn em đi giao lưu bốc đầu ấy. Giao lưu bốc đầu thì bốc đầu xe, thế là tiên chả biết cái gì, tiên thấy nó ra nó đánh, nó gạ đánh nhau hay không sao? Như cả gây sự trên Facebook mấy cả người yêu gì ấy. Thế là nó gạ đánh nhau, thế là cái thằng gì thắng ấy, nó gạ bọn trường em đánh nhau, gạ bọn cấp 3 ấy đánh nhau. Thế là mấy bọn cấp 3 năm nay bọn lên lớp 11 à. Nó xuống nó đánh à? Thế là đến cầu Hà nó chuẩn bị đi học, thế là nó xuống nó đánh cho. Thế là tiên lại có thằng nào đến nữa. Thế là hai bên đánh lao vào. Lao vào đánh nhau như đấm máu chứ, đấm máu luôn. Hôm đấy mày có bị máu ướt nó hết áo chứ? Không, chỉ ướt áo thôi. Mồ hôi ra. Đứng xem nóng quá không ướt áo đúng không? Đứng một lúc lâu mãi. Nó cứ đứng thôi, nó không dám đánh nhau à? Nó đứng bọn nó như cả cãi nhau ấy. Ông tí lao vào đấm. Cầm cả gạch phang. Căng. Đến bãi bao nhiêu người ra can rồi. Thế người ta có can không? Có. Mãi về sau mới đi. Từ cái chỗ cái chỗ nào? Chỗ bưu điện nhá. Chỗ bưu điện vào đến cái chỗ nhà bà Đãng ấy. Chỗ nhà bà Đãng. Đấy. Cứ dần dần vào đấy. Đánh kinh vậy cơ. Chạy. Mà nó sợ chứ? Sợ chứ. Anh nào đấy anh cũng đéo kèm, anh cũng kệ chúng mày, anh cũng chạy luôn. ngày xưa bọn anh đi học cấp 2 đéo có điện thoại đâu. À cấp 1 đéo có điện thoại đâu. Làm gì có. Đợt bọn anh đi học cấp 1 chơi mấy ác. Và là đi học xong là 12 giờ trưa ra. Mày biết cái đầm ở đằng sau trường cấp 1 không? Biết. Đấy, toàn tắm ở đấy. Mát. Em một lần tắm đấy rồi. Xong là toàn ra câu chục cá nó đuổi gần chết. Ngày xưa cao trường cấp 1 toàn vác hẳn cây. Có mỗi cây dây thôi, với cả lưỡi, cả phao thôi, không cần cần. Đến là câu giật. Thì cái ao trường cấp 1 kinh chết đấy. Giờ ai bơi xuống sợ. Sao sợ? Mấy người chết đấy. Đó, ban đầu đấy cái tham ba đấy. Sợ chứ đéo thì ngày xưa bọn anh vẫn bơi đầy. Bọn anh còn bơi xong rồi bọn anh còn lấy cơ, còn câu trộm cá cơ. Bây giờ bọn em câu trộm cá ở đằng sau chỗ trường cơ. Gắt năm ngày xưa bọn anh chơi gắt. Gắt câu, luôn em. Câu cá chim to phải 2-3 cân. Ở đâu? Ở chỗ ao đằng sau trường ấy. À cái đấy cái đầm. Đấy. Ok bye bye anh em nha.